Wow. Chắp chắp cùng Uzi. Các bạn ơi, bây giờ Uzi sẽ chúc mừng cho các bạn. Hiện tại Uzi sẽ gửi lời cảm ơn bằng điện thoại. Các bạn bây giờ cho Uzi số điện thoại thì Uzi sẽ gọi cho các bạn. Nhanh nhanh. Alo. Hello Uzi. Alo. Hello, bạn là nam hay là nữ? Nam. Nam hả? Bao nhiêu tuổi rồi? 11 hả? À, em có yêu cầu cho streaming của anh không? Dạ. Yêu. Muốn làm cô đang mê. À, cô đang mê hả? Hôm nay cô sẽ trở thành cô đang mê với lại bỏ vào mì xong rồi ăn chung. Chắc đã lắm các bạn. Bún cua này là Oxy nhận cho mì. Còn bún cua này là dành cho làm cua răng mê. Ok, Oxy nghĩ là cái này nóng rồi, vậy Oxy bỏ vô nha các bạn. Ok. Cái gì dỗ trước đi. Wow. Oxy để chân trước nha các bạn. Để chân này. Các bạn thấy cái này bỏ nhiều quá hả? Ôi nhưng mà xào lên là được, không sao cả. Và cảm ơn mọi người. À, Oxy đã lấy là được. Cái này là đã chín rồi nha các bạn. Không thấy tươi không? Đừng nói là dơ nha, tại vì cua nó là làm nó cua nó là nó dơ như thế này rồi, không thể nào làm cho nó sạch sẽ được. Mình có thể biết được là tức là mình ăn xong rồi mình biết được là tươi, chứ không phải nhìn thì mình sao biết được là tươi hay là không tươi, đúng không? Bây giờ Xi đổ vô nha các bạn. Nên là răng mê với lại ở dưới phải có một cái nồi. Ủa xem này. Sau đó mình lấy đũa. Nếu mà đũa không được thì các bạn sẽ lấy muỗng. Ok. Có phải là phải nặn này. Chừng nào cái này đen thui thì mới là thành công. Búa tỏi nha các bạn. Tỏi này. 1, 2, 3. Bật nhỏ nhất có thể. Các bạn phải bỏ hết nha. Ok. Các bạn thấy tỏi không? Đó, tỏi không quá. Sau đó mình xào tiếp. Các bạn bây giờ thì bỏ vào răng mê nha các bạn. Yeah, răng mê, let's go. Wow. Cua răng mê là muốn ăn của Việt Nam đúng không? Nhưng mà nhìn ở ngoài có thể là nhìn có vẻ là có thể là muốn ăn của Thái Lan. Mà thực sự cái này là muốn ăn của Việt Nam. Yeah. Ok. Cho nó đặt muốn dần đi. Ok. Sau đó bây giờ thì sẽ làm sốt các bạn. Sốt là mình sẽ phải bỏ đây nữa. Một muỗng lớn đường với lại một nửa nước mắm với một tiêu. Chút chút. Khuấy lên xong mình bỏ nữa. Thì các bạn lâu lâu ăn được không sao đâu. Không sao cả. Mình sẽ bỏ thêm nước nha.
Bố vô. Trời ơi, có top Misty. Tại vì Uchi thấy là thiếu nước. Chuyện là sẽ thiếu nước. Lần đầu Uchi cầm cái này. Cầm cái này xong rồi bỏ mì lên đây xuống chơi ăn chung. Đẹp đã lắm. Ok, ăn cua với lại mì, bỏ mì chứ. Nó bỏ ăn chung thử nha các bạn. Wow. 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 Lâu quá rồi chưa ăn với cua nè. Ngon quá à. Wow. Mát. Anh trai đang gọi cho Uchi. Tại vì chuyện này rất có hẹn rất là quan trọng. Chụp xíu. Chụp xíu. Ồ, oh, phòng xuống chút hình đề. Ồ. Đang chạy xe máy. Đâu đâu. Đang streaming. Ừ, tắt máy. What the. Xin chào mọi người. Các bạn ơi, Uchi còn ăn hết xong rồi. Còn ăn hết rồi. Wow. Rất cảm ơn mọi người đã xem stream của Uchi và các bạn nhớ subscribe trên YouTube và các bạn nhớ follow fanpage của Uchi và tuần sau Twitter Uchi cũng có streaming vào lúc 6 giờ nha các bạn. Thì nếu các bạn mà không xem mà không có subscribe là buồn lắm á, hiểu không? Tốt.